chính. Mới chưa mấy chị nha. Rồi em này đắp chéo, nàng nào chốt đây mấy nàng ơi. Một con này đắp chéo đẹp lắm, chị nào chốt mã số 10. 90 Cúc Phạm. Em này đắp chéo mấy chị đẹp nha, đắp chéo đẹp lắm nè. Chị nào chốt mã số 10 nè. 55 cân mã số 10. Một em số 10. Trời ơi đỉnh nữa nàng ơi. Chị nào chốt cho mình mã 15, đẹp quá, bán luôn. Chị nào nhanh tay mã 15 Bình An, có nhanh tay kịp không? Chốt mã 15. Quá đẹp luôn rồi. Một em mã 15. 15 Đỗ Phương. 4852 cân, 55 cái đầu nữa, nàng nào chốt với chị nha. Chị nào chốt cho mình mã số 1. Lên số 1. Chị nào lên số 1. 50 đến 55 cân, nàng nào chốt với chị nha. Cổ này bính nè. Chốt mã số 63. Một Đỗ Phương. Lên mã 63, chị nào chốt mã 63. Một em 63 nha mấy nàng nha. Chốt 63. 4852 cân, 55 được nữa nàng ơi. Đẹp chưa mấy chị nha. Mới 100% mới. Chốt mã số 76. Chị nào lên 76. Một em 76. Giờ con này đuôi cá, nàng nào chốt luôn. Nó đỉnh chưa mấy chị. Thiêu ghen nguyên một con luôn. Chị nào chốt nè. Ghen nguyên một con luôn mấy chị nha. 52 cân, chị nào có cao hơn mã 67. 76 chị Tưởng Thanh nha. Lên mã 67. Trời siêu phẩm nữa, nàng nào chốt mấy chị nha. Chị nào nhanh tay chốt bi. 55 cân mã bi. Lên cho mình mã bi, siêu phẩm mã bi. Chị Bình An có nhanh tay kịp không? 50-55 cân, nàng nào chốt mã số 2. Bi Đỗ Phương. Lên mã số 2. Một em số 2 nha mấy chị đẹp nha. Mã số 2. Chị nào chốt mã số 2. 4855 cân, 58 được, nàng nào chốt mã số 50. Chị nào chốt mã 50. Chờ một em tím cà nữa nàng ơi. Một em tím cà Babydoll mấy chị nha. 4852 cân, 55 cái đầu mã 56. Chị nào lên cho mình mã 56 nha mấy chị đẹp nha. Chốt 56. Một em mã 56. Bốn tám năm hai cân nữa, nàng nào chốt mấy nàng ơi. Mới mã số 24. Chị nào lên cho mình mã 24. Một em 24 nha mấy chị đẹp nha. Chốt 24. Rồi con này mấy chị. 50 đến 55 cân, nàng nào chốt mấy nàng nha. Một em này đẹp luôn mấy chị nha. Chốt mã số 5. Chị nào lên mã số 5. Chờ một con viên nữa, nàng nào chốt mã số 6. Đẹp chưa con viên, đẹp chưa nàng nào chốt. 50 đến 58 cân mã số 6. Một em số 6. Một con viên. Chị nào chốt số 6. 5 ngân kia. 55 60 cân nữa, nàng nào chốt đây mấy chị nha. Tay nè. Chốt cho mình mã số 72. Một em mã 72, nàng nào lên 72. Sáu ngân kim. Mới nữa nàng nào chốt mấy nàng ơi. Chị nào chốt nữa nè. 4852 cân mã 59, 100% mới luôn. Chị nào chốt mã 59. 59 Lan Cao. Có 50.000 à mấy chị ơi, quá rẻ luôn à, mã 59. Chờ con sơ mi nàng nào chốt đây mấy chị. 4852 cân, 55 cái đầu mã 55. Mới 100% mới. Chị nào lên mã 55. Một em mã 55 nha mấy chị nha. Chốt mã 55. 55 Trịnh Lan Giang. 50 đến 58 cân nàng ơi, mã số 75. Chị nào lên mã 75. Một chiếc mã 75. 4852 cân, 55 cái đầu, đẹp chưa mấy chị. Chốt mã 78. Mới 100% mới. Chị nào lên cho mình mã 78. Một em 78. Một con viên nữa nàng. Ôi một con Babydoll nữa, dễ thương luôn. Chị nào chốt nè.
50 đến 55 cân 58 được mã số 42. Chị nào nhanh tay chốt mã 42. Một em 42 nha mấy nè nha. Chốt mã 42. Siêu phẩm mã 42. 42 Đỗ Phương. 50 đến 58 cân đằng nào chốt đỉnh luôn rồi, mới mã số 34. Lên mã 34 nha mấy chị đẹp nha. Còn con hiệu Fendi, chị nào chốt cho mình mã hiệu. Một con hiệu Fendi mấy chị nha, đẹp luôn. Một con chị nào 52 cân có hơn chốt mã hiệu. Một con hiệu luôn, chị nào lên cho mình mã hiệu đỉnh luôn mấy chị nha. Chốt mã hiệu. Một con hiệu lên hiệu. 50 đến 58 cân nào nào chốt 60 cân được luôn. Có đai cột mấy chị nha. Đây. Chốt cho mình mã số 38. Một em 38 mấy nàng ơi, chốt mã 38. Hiệu Vinh Nhật. 50 đến 55 cân 58 được nữa mấy nàng nha. 60 cân qua đầu mã 72. Giờ nó mới nè mấy chị. Chốt mã 72 nó mới ken luôn, chị nào lên mã 72. Một em mã 72. Siêu phẩm được chưa nàng ơi? Một con siêu phẩm được chưa? Nàng nào chốt mã hai màu. 38 Trang Phạm. Chị nào lên con siêu phẩm hai màu nha mấy chị đẹp nha. Chị nào lên con siêu phẩm hai màu. Lên cho mình mã hai màu. Một em hai màu. Chốt mã hai màu. Thủy Thủ Xã. Năm mươi đến năm mươi lăm cân lần nào chốt 58 được mấy này nha. Mã số 79. Chị nào lên con 79 mấy chị đẹp nha. Chốt 79. Lên 79. Rồi chị nào lên con thủy thủ lại, chị nào chốt nè. 50 đến 55 cân một con thủy thủ đẹp mấy chị nha. Chị nào chốt con thủy thủ nè. Chốt mã 15. Lên mã 15, chị nào lên mã 15. Một em mã 15. 15 Đỗ Phương. Đẹp lắm chính này mấy chị. Chị nào xả tiếp. 50 55 cân nàng nào chốt đây 58 được nè. Siêu đẹp chưa, mới chưa mấy chị. Chốt mã số 53. Lên mã 53 nha mấy chị đẹp nha. Chốt mã 53. 48 52 cân nàng nào chốt đây mấy nàng ơi. Chốt mã số. Rồi đẹp chưa mấy nàng ơi, đỉnh chưa. Cái này mình rút eo lại mấy chị nha. Chốt mã số 48. Chị nào lên mã 48 đẹp luôn mấy chị nha. Chốt 48. Một em mã 48, nàng nào lên 48. Trời 48 con... Loan Cao. Một con dâm nàng nào chốt đây mấy chị. Đẹp chưa. Một con dâm 52 cân có hơn đẹp luôn. Dâm mấy chị nha. Chốt cho mình mã số 1. Một em số 1. 50 đến 55 cân nàng nào chốt mã số 10. Một em dây tầng. Chị nào lên số 10 cái mấy nàng nha. Mã số 10. Một em số 10. 48 52 cân nữa nàng nào chốt mới 100% mới nàng ơi. Chốt mã số 40. Chị nào lên cho mình mã số 40 nha mấy chị đẹp nha. Một em mã số 40. Một Quỳnh Hương. Giờ con này nó mới luôn, nàng nào chốt mấy chị. Phải nói là mới cứng luôn nha mấy nàng nha. Chốt cho mình mã số 50. 52 cân chị nào cao hơn còn tem mát luôn. Mới chưa mấy nàng nha, dán dài luôn. Chị nào lên mã số mấy rồi nói rồi quên rồi. Năm mươi đến 58 cân nàng nào chốt mấy nàng ở 60 cân được. Chốt mã 39. Chị nào lên mình mã 39. Một em 39 nghe mấy này nha. Chốt mã 39.
65 cân nàng nào chốt mấy nàng ơi. Mã số 22. Chị nào lên mã 22. Một em mã 22. Bốn tám năm hai cân nàng nào chốt đi mấy chị nha. Đẹp luôn mấy chị nha. Chốt cho mình mã số. Một em đẹp vai mã 08. Vai chính Phạm Thủy. Chốt mã 08 mã vô mấy chị ơi, 50 ngàn. Không độc giá 50 mấy chị. Trời con này siêu đẹp luôn, là nào chốt mấy chị. 22 Phạm Thủy. 48 52 cân nữa nàng nào chốt đây mấy nàng ơi. Chốt mã số 49. Lên 49 nha mấy chị nha, mã 49. Không tám Thảo Phan. Một em này siêu mới luôn, nàng nào chốt mã bi. Mới trang xà beng mấy chị đẹp nha. 50-55 cân lên bi. Chị nào lên với mình mã bi. Một em bi nha mấy chị đẹp nha, chốt bi. Chị nào chốt cho mình mã bi mới 100% mới chốt bi. Con này thiêu hết, nàng nào chốt nè. 50-58 cân thiêu hết nguyên con mấy chị nha. Chốt mã số 65. 60 cân. Lên mã 65, chị nào chốt mã 65. Đen cần tem này đúng không chị? Lên mã 65, chị nào chốt mã 65. Một em mã 65 nha mấy chị đẹp nha. 4852 cân, 55 qua đầu đẹp chưa nàng ơi? Mã 88. 65 Loan Cao. Lên mã 88. Chị nào chốt cho mình mã 88. 50 ngàn quá rẻ luôn mấy chị nha. 4852 cân 55 được nữa, lần nào chốt đây mấy nha. Đẹp luôn. Mã số 49. 885 Đinh. Lên mã 49. Chị nào chốt mã 49. 50-52 cân 55 qua đầu mấy nàng nha. Đẹp chưa mấy chị. Đuôi cá nè. Chốt mã số 50. Lên mã số 50. Đẹp nha mấy chị nha. Chốt mã 50. Một em siêu đẹp luôn, đằng nào chốt mới trang luôn. Một em Barbidol, dễ thương chưa mấy nàng. 4852 cân mã 61. 50 Xuân Thắng Nguyễn. Mã 61, chị nào chốt mã 61. Chờ một con đầm tiệc luôn, phải nói là nó mới 100% mới luôn. 61 Loan Cao. 4852 cân 100% mới. Mã số 52. Lên mã số 52 nha mấy này nha. Chốt mã 52. Một em mã 52. Chị nào lên mã 52. Một con tầng này chị nào chốt mã số 50-55 cân mã số 5. Một em tầng đẹp luôn mấy chị nha. Mã số 5. Chị nào chốt mã số 5. Năm mươi đến 58 cân lần nào chốt đây mấy chị nha. Chốt mã số 79. Một em mã 79, lần nào lên 79. Một em mã 79. 52 Trang Phạm. 4855 cân 58 được em này mấy chị nha. Quá sang luôn, chị nào chốt. Đỉnh chưa mấy nàng ơi, mã 66. Một em quá đẹp luôn, chốt mã 66. Chị nào chốt mã 66. 4855 cân nàng nào chốt đây mấy nè. Đẹp chưa mấy chị nha. 66 Đỗ Phương. Lên cho mình mã số 44. Chốt mã 44. Chị nào lên 44. Một em này chị nào chốt cho mình mã số 44 Khuất Tóc. 50-55 cân mã số 89. Lên mã 89 nha mấy chị đẹp nha. Chốt 89, mã vô 50 ngàn mấy chị. Siêu phẩm báo giá sau. 50-55 cân nàng nào chốt mấy chị nha. Gọi là hàng này đỉnh luôn mấy chị nha. Đầm tiệc luôn, mã số 16. Vậy nào lên mình mã 16 nha mấy chị nha. Một em mã 16. Bốn tám năm hai cân em này 35 ngàn thôi, mã 35. Còn em đã 35 ngàn thôi mấy nàng nha, mã 35. 16 Tâm Linh.
50 đến 55 cân đằng nào chốt đây. Quá đẹp chưa mấy chị? 50 ngàn. Quá rẻ mã 88. Lên mã 88, chị nào chốt mã 88. Không độc giá 50 mấy nàng nha. Trời ơi, siêu phẩm chưa mấy nàng, nó mới nè. Chị nào chốt con siêu phẩm này, phải nói là tự tin đi ăn cưới luôn, phải nói nó đẹp luôn mấy nàng nha. 52 cân qua đầu mã số 54. Mã số 54, chị nào chốt mã 54. 88 đủ lệ. 50 đến 55 cân, 58 được nữa nàng ơi. Mã số 56. Chị nào chốt cho mình mã 56. Đẹp chưa mấy chị nha, chốt 56. Rồi em này thiêu hết, nàng nào chốt cho mình mã thiêu. 48, 52 cân. Thiêu nha mấy chị nha, cái này là thiêu chứ không phải là dán đâu mấy nàng nha. Chốt mã thiêu. Một em thiêu lên thiêu. Siêu đẹp nữa, một em đuôi cá nữa, nàng nào chốt mã số 10. Siêu phẩm mã số 10, chị nào lên số 10. Một em số 10. Đẹp chưa mấy chị nha, mã số 10 đuôi cá luôn. Thiêu tiên lên. Nào lên cho mình mã số 10, phải nói là đỉnh luôn mấy nàng nha. Chốt số 10. Một em số 10. Trời, con này chị nào không chốt nó buồn. Một em hoa cúc tần. 50 đến 55 cân, 58 được, nàng nào chốt mã hoa cúc. 10 linh tôm. Đẹp chưa mấy nàng nha, mã hoa cúc. Quá đẹp. Chị nào lên hoa cúc. Rồi. Một em sơ mi đẹp luôn, nàng nào chốt từ 50 đến 58 cân. Đẹp chưa mấy nàng, mới 100% mới. Chốt mã 92. Chị nào lên mình mã 92. Đẹp luôn, chốt 92. Một em mã 92. 92 nó chị không chốt, bà Lê Phụng để lại à. Đẹp lắm á. 92 loan cao. 50 đến 58 cân này màu chốt nè. Dáng dài chưa mấy chị nha. Chốt cho mình mã số 31. Loan cao chốt nè, không chốt Lê Phụng lụm liền. Mã 31. Một em này còn tem mới đuôi cá luôn, chị nào chốt mã mới luôn, đuôi cá luôn. 50 đến 55 cân nàng nào chốt nè. Một em đuôi cá mấy chị ơi, có 50 ngàn mới luôn, nàng nào chốt nè. Lên cho mình mã đuôi cá. Lên đuôi cá nha mấy chị đẹp nha, chốt mã đuôi cá. Một em tần dễ thương chưa, nàng nào chốt mấy nè. 50 đến 55 cân, 58 được, nàng nào chốt mã số 52. Chốt 52 nha mấy chị đẹp nha. Một em mã 52. Chị nào lên cho mình mã 52. Chốt mã 52. 50 đến 55 cân nàng nào chốt đây mấy chị. Đỉnh luôn rồi, không chốt buồn, tai bồng dễ thương. Mã 04, 50 ngàn, quá rẻ. Chị nào lên mã 04. Một em 04 nha mấy chị đẹp nha, chốt mã 04. Chị nào lên 04. Một em xô nàng nào chốt sơ mi xô nè. Một em phô ma đẹp chưa mấy chị. Chốt mã số 58. 52 thảo phan. Một em mã 58. Siêu phẩm nữa, nàng nào chốt đây mấy chị nha. Chị nào chốt con này, đỉnh chưa mấy nè. Quá sang chưa mấy nè. Dập ly hết nguyên con luôn. Chị nào chốt cho mình mã số 39. Lên mã 39. Đẹp quá luôn mấy chị nha, chốt 39. Một em 39. Ba chín khúc gốc. 50 đến 58 cân, 60 cân được. Chốt mã số 31. Lên mã 31. Chị nào lên mã 31 nha mấy nàng nha. Bốn mươi tám, 52 cân, 55 cái đầu, nàng nào chốt đây mấy chị nha, mới 100% mới luôn. Lên mã 93. Chị nào chốt mã 93, một em ren mới luôn. Lên mã 93. Năm mươi đến 55 cân, 58 được, nàng nào chốt mấy nàng nha. Kiểu dễ thương dáng dài đây mấy chị. Chốt mã số 1. Chị nào lên cho mình mã số 1. Một em số 1. 31 thảo phan. Một em đầm Babydoll dễ thương chưa mấy chị nha. Chị nào chốt mã số 10.
Một khúc gốc. Một em số 10. Chị nào chốt số 10? Đỉnh chưa mấy chị nha? Lên mã số 10. 50 đến 58 cân, 60 cân được nàng nào chốt nè. Bà nói là nó mới cực kỳ mới luôn. Chốt mã 62. Mã vô mấy chị ơi, có 50.000 một em. Lên mã 62. Trời em này kim sa lấp lánh luôn, nàng nào chốt mấy chị. Chị nào chốt kim sa quá đẹp. Rồi một em này tự tin đi tiệc chưa mấy nàng? 55 cân. Chị nào chốt cho mình mã kim sa. Một em kim sa lên kim sa. Chốt mã kim sa, nàng nào chốt kim sa. 50 đến 55 cân mới nữa, nàng nào chốt mấy nàng nha. Có đai cột luôn. Chị nào chốt nè. Mới kem chưa mấy chị? Em này size XL 55 cân. Chốt mã số 37. Lên mã 37, nàng nào chốt 37. Một em mã 37. Siêu phẩm đỉnh luôn, nàng nào chốt mấy chị? 37 lên tôn. Chị nào chốt mã số 00. Siêu phẩm luôn rồi. Mã số 00. 52 cân, 48, 52 cân có hơn. Mã số 00. Chị nào chốt mã 00. Bốn tám năm hai cân này mà chốt mã nút đẹp lắm luôn. Chị nào lên nút nổi hàng nút này là đủ tiền mấy mấy chị nha. 55 cân chốt cho mình mã nút. Một em nút nha mấy chị đẹp nha, chốt mã nút. 4858 cân này mà chốt này. Mới chưa mấy nàng nha tay này. Chốt mã số 53. Chị nào lên cho mình mã 53. Rồi một em này thị thủ nghe mấy chị đẹp nha. Chị nào chốt cho mình mã thị thủ. Đẹp quá luôn. Chị nào lên con thị thủ này. Chốt mã thị thủ đẹp luôn. Chị nào lên thị thủ. Mới ken luôn. 4852 cân. Lên thị thủ. Một em thị thủ, nàng nào chốt. Thị thủ Đỗ Phương. 50 đến 55 cân, nàng nào chốt 58 được mấy nàng nha. Mới chưa mấy nàng, một con tầng dễ thương. Mã 49. Chị nào lên mã 49. Một em 49. Siêu phẩm nữa nghe mấy nàng nha. Chốt mã 50. 4852 cân, 55 được luôn mấy nàng nha. Mã 50 nó mới. Chị nào lên mình mã 50. Một em mã 50. 50 khuất gốc. 50 đến 55 cân nàng nào chốt siêu phẩm luôn. Chị nào chốt đây mấy chị nha. Đỉnh chưa mấy chị? Chốt cho mình mã số 1. Một em mã số 1. Chị nào chốt số 1. Lên số 1 nha mấy nàng nha. Mã số 1. Em này thôi nói gì nữa mấy chị. 1 khuất gốc. 50 đến 58 cân nàng nào chốt nè. Chốt cho mình mã số 21. Em này có đai cột mấy nàng nha. Mã 21. Đẹp chưa mấy chị? Từ 50 đến 58 cân mã 21. Rồi em này đai nữa nàng ơi. Chốt mã đai. Đây mấy nàng nha. Chị nãy chị theo chị. Chị nào lên cho mình mã đai đẹp chưa mấy chị? 55 cân. Chốt cho mình mã đai. Chị nào lên đai. Một em đai lên đai nha mấy chị đẹp nha. Chốt đai. Đẹp lắm luôn. Chị nào chốt. Có 50 ngàn một em mấy chị. 50 đến 55 cân, 58 được tay bồng nha mấy nàng nha. Tay dễ thương chưa mấy chị nha. Chốt mã số 70. Đai khuất gốc. Lên cho mình mã 70. Chị nào chốt 70. Đỉnh luôn mấy chị nha. Chốt 70. Rồi siêu phẩm nữa nàng ơi. 50 đến 55 cân nàng nào chốt. Mã số 55. Chị nào lên cho mình mã 55 mấy nàng nha. Chốt mã 55. Một em mã 55. Mới ken luôn. Chị nào chốt mã 55. 4852 cân, 55 ở đầu nữa. Nàng nào chốt mã số 36. 55 Đỗ Phương.
lên mã 36, chị nào chốt 36. Một em mã 36 nha mấy nè ơi. Chốt cho mình mã 36. Rồi chiếc 36 này, loan cao. Chiếc này 70 thôi nàng ơi, chốt mã 70, quá đỉnh rồi. 50 đến 58 cân 70 thôi. Chị nào lên mã 70. Quá đẹp em đó luôn mấy chị nha, 70. Đẹp lắm luôn, bán có 70 ngàn thôi mấy chị. Siêu phẩm chưa, 70 nữa. Chị nào lên mã số 7 nè. Siêu phẩm rồi. Đẹp lắm mấy chị nha, ren hết nguyên con luôn. Chị nào chốt dở chiếc áo lên mấy chị biết rồi đó, 70. Năm mươi đến 58 cân nàng nào chốt. Rồi bán mấy chị 50 mã số 5. 50.000 mã số 5. Rồi một con viên này nàng nào chốt mã caro, đẹp lắm luôn, 50 cho mấy chị luôn, chốt caro. Chị nào lên mã caro. Một em caro lên caro. Chị nào chốt caro. Một em caro nghe mấy chị nha. Rồi em này dập ly hết, nàng nào chốt đi, 70 chốt dập ly. Caro loan cao. Một em này dập ly hết luôn con viên. Chốt mã dập ly 70. Chị nào lên dập ly nha mấy chị đẹp nha, chốt mã dập ly. Một em dập ly. Bốn tám năm hai cân nàng nào chốt mã số 87. 50 mấy chị thôi, lựa 50 bán cho mấy chị mã 87. Dập ly. Dập ly khuất góc. Dập ly 70. 50 nè mấy chị nha, mã số 87. Dập ly 70. 50 đến 58 cân nàng nào chốt nè mấy chị, 60 cân. Chốt mã 39. Lên mã 39 nha mấy chị đẹp nha, chốt 39 không độc giá, chỉ có 50 ngàn mấy chị. Lên 39. Rồi con viên nữa nàng nào chốt mã 50. Bốn tám năm hai cân, 55 qua đầu. Để nào chốt mã 50. Một con viên lên 50 nha mấy chị đẹp nha, chốt mã 50. Rồi siêu phẩm này em này bán cho mấy chị 80 lên số 8. 50 đến 58 cân 80. Để nào lên mã số 8 80. Một em 80 ngàn, chốt mã số 8. 55 60 cân là nào chốt mấy chị nha, 60 cân. Chốt mã 66. Lên mã 66. Hết người co rồi mấy chị. Để mình tắt like mở lại mấy chị. Mình bán cho mấy chị 35 ngàn. Cái hàng 35 ngàn thôi. Năm mươi đến 55 cân 50 ngàn nữa mấy chị đẹp nha. Chốt mã số 57. 50. Lên mã 57. Một em mã 57. Một em mã 57. 66 Thảo Phan. 4852 cân 55 qua đầu mấy nàng nha, trời con đi o. Chốt cho mình mã số 31 50 luôn. Mã 31. Chị nào lên mã 31. 50 đến 55 cân mấy nàng nha, đẹp chưa mấy chị? 31 Ái Nguyễn. Chốt mã số 45, 50 ngàn. Đẹp quá mấy chị nha. Mã 45. Chị nào chốt mã 45. Chị nào lên mã 45 mấy chị đẹp nha, chốt 45. Một em mã 45. 48, 52 cân nàng nào chốt đây mấy chị. 45 Đỗ Phương. Đây mấy chị nha. Chốt mã số 60. Không độc giá 50 mấy chị nha, mã 60. Còn mấy chiếc này bán cho mấy chị rồi để mình tắt like mở lại bán hàng 35 mấy chị. 50 đến 58 cân nào nào chốt mấy chị nha. Đẹp chưa mấy nàng ơi? Chốt cho mình mã số 40. Một em mã số 40, nàng nào lên mã số 40. Một em 40. 55 60 cân nào nào chốt đây, đẹp đỉnh chưa mấy chị?
Chốt mã 24. 40 Phước Cốc. Lên cho mình mã 24, chị nào chốt mã 24. Rồi em siêu đẹp luôn, đằng nào chốt mã số 10. Đẹp chưa mấy chị nha, mã số 10. Đỉnh chưa mấy chị nha. Chị nào lên số 10 đẹp. 52 đến 55 cân mã số 10. Một em số 10. Một con viên nữa, đằng nào chốt 60 cân, 55 60 cân mã số 6. Chị nào lên số 6 nha mấy nàng nha, chốt số 6. Một em số 6. 10 Thảo Phan. Chị nào lên số 6. 48 55 cân, đằng nào chốt con tầng này mấy chị nha, chốt mã tầng. Chị nào lên con tầng. Năm mươi đến 55 cân, 58 được nữa, đằng nào chốt mấy chị, chốt mã 44. Lên 44 nghe mấy nàng nha, mã 44. Chị nào chốt 44. 48 52 cân, 55 được nữa, đằng nào chốt mã số 5. Đẹp chưa mấy chị nha, một chiếc siêu đẹp. Chị nào lên mã số 5. Một em số 5. Chị nào chốt cho mình mã số 5. Một em số 5. 44 Ngân Kim. 50 đến 58 cân, đằng nào chốt mấy chị nha. Một con viên nè. 5 Khúc Gốc. Chốt cho mình mã số 82. Chị nào chốt mã 82 nha mấy chị đẹp nha, mã 82. Chị nào lên 82. 1 em màu riêu, chị nào chốt cho mình mã riêu. 50 đến 58 cân, đằng nào chốt mã riêu. Một em riêu nha mấy chị đẹp nha, chốt mã riêu. Chị nào lên cho mình mã riêu. Một con riêu mới, 100% mới nữa, đằng nào chốt mấy chị. Riêu Ái Nguyễn. 50 đến 58 cân, mã số 50. Mấy chị này bán 50 ngàn là quá rẻ luôn mấy chị nha, hàng 7-80 không á. Rồi một em này chốt hai màu. 50 đến 58 cân, đằng nào chốt mã 2 màu. Đẹp chưa mấy chị nha, 60 cân được. Chị nào lên mã 2 màu. Một em 2 màu. 48, 52 cân, đằng nào chốt mấy chị ơi. Xịn sò chưa, đỉnh chưa mấy nàng nha. Phải nói một đầm tiệc luôn. 48, 52 cân, mã số 93. Chị nào cao hơn, mã 93 đẹp luôn. Bạn có 50 quá rẻ luôn rồi, mã 93. Rồi một em này nàng nào chốt mấy nàng ơi, mã số 94. Đẹp chưa mấy chị nha, cái này có rút. Chị nào lên mã 94 đẹp lắm luôn. 55 58 cân được mã 94. Một em 94. 93 Quỳnh Hương. Một con viên đuôi cá, nàng nào chốt mã đuôi cá. 50 đến 58 cân. Chị nào lên mình mã đuôi cá. Siêu phẩm đuôi cá nha mấy chị đẹp nha, chốt mã đuôi cá. Chị nào lên mã đuôi cá. Rồi một con này Barbie doll dễ thương luôn, nàng nào chốt. 50 đến 58 cân, mã số 65. 94 Thảo Phan. Một em mã 65. Rồi chốt mã 65 mấy chị đẹp nha. Rồi mình tắt like xíu, mình soạn hàng lại rồi mình bán mấy chị vô lại, bán mấy chị 35 nha. Rồi chị nào chốt mã 65. Rồi tạm biệt mấy chị một chút nha, mấy chị có thích thì cứ vô lại. Rồi tạm biệt mấy nàng nha, 10 phút nữa vô lại nha mấy nàng.